Thưa quý vị, mặc dù Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã bỏ quy định người ra đường phải có lịch trực và văn bản phân công nhiệm vụ, song riêng địa bàn huyện Đông Anh vẫn yêu cầu người đi đường phải có hai văn bản này. Đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh cho biết, do địa phương hiện vẫn có vùng có dịch và đang thực hiện giãn cách xã hội, nên chính quyền huyện mong muốn người dân nếu không có việc thật sự cần thiết thì không nên ra đường. Văn bản trên chỉ muốn tuyên truyền vận động cho người dân hiểu rằng nếu thật sự cần thiết thì mới ra đường. Đơn vị này cho biết thêm, tình hình dịch bệnh rất căng thẳng. Văn bản này không phải để làm khó cho người dân. Huyện chỉ được yêu cầu cứng như vậy, nhưng trong quá trình thực hiện thì không bắt buộc phải cứng như vậy. Và trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ký ban hành văn bản về sự siết chặt, cấp và sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội. Tuy nhiên, trên thực tế, khi triển khai văn bản này đã xuất hiện nhiều bất cập. Ngay sau đó, Hà Nội đã bỏ quy định yêu cầu người dân phải có thêm lịch trực, lịch làm việc khi ra đường, chỉ cần có giấy đi đường và giấy tờ tùy thân.